quên bắt lại một cái mới. Cái này là cái bài tổng của tôi là ép hết tất cả các form vào rồi nha. Nhưng ở đây ông phải ép thêm form ấy, ví dụ như là ông vào cho ông vào bấm chữ phải này, chọn ép này, chọn form này, thì vào cái editing này đấy, rồi ông tìm đến cái mục mà chứa bài tập ông. Thì ở đây cái mục này của tôi chứa hết bài tập tôi rồi, thì tôi là ép toàn bộ phần nghe vào đây rồi. Ê, cứ chọn từ form rồi open là xong. Em vào xong. Ok, nhưng mà lúc mình mở thì nó chỉ mở được một cái rồi. Mở cái nào? Cứ mở một cái này thì nó chỉ chạy được mỗi cái này. Nhưng mở cái khác thì nó không chạy được. À, vào cái này, project này, chọn cái cuối cùng này. Đấy, thì nó hỏi là cái form đầu tiên sẽ chạy đây này. Cái form đầu tiên sẽ chạy form nào? Bình thường ngày trước thầy Hòa dạy là chạy cái bài tổng. Bài tổng tức là cái form mà nhìn hoa là cành luôn rồi nhỉ. Đây đây này là cái form này này, tập tất cả form form có tổng gửi gọi các cái thứ linh tinh ra đây này. Nhưng mà về căn bản là sắp tới thầy cũng chả hỏi về đâu, nên là làm form tổng chứ không làm form tổng chả sao. Mình cứ ép cả một đống vào form đó, vào đây mình vào cái chỗ bốn cách này, vào cái cuối cùng này, rồi bắt đầu là vào đây ông chọn form nào ông muốn chạy. Đấy, chọn form nào đầu tiên ông muốn chạy Đến tầm thứ hai sao? cứ chọn thôi, thì ông vào cơ đây ông chọn Tầm thứ hai lại làm được lại. Không thì có một cách cầu kỳ hơn là ông làm bài tổng này, rồi sau đó thì Menu. vào menu ông add từng form một. Tuy như cái tọa độ điểm chi tiết đây thì đây này tôi phải thêm cái chữ F RM tọa độ điểm chi tiết chấm sâu một này, chấm sâu sâu một thì như thế, thì lúc này nó sẽ hiện cái form tọa độ điểm chi tiết cuối cùng này. Đấy, form họ bảo là trùng tên được form bên này nhá, không thể nào khác tên được, tên phải ngồi sửa đấy. Thằng nào đặt tên form với vần linh tinh và nó khác khác thì là phải vào cái code gốc để ngồi sửa lại từng chữ một. Đây nha, bây giờ tôi có rồi mấy bài em làm được tập 6 rồi nhá. Đó, em nó vào. Vừa vào ad rồi đấy, gì nữa. Mình Ông làm thế thôi. đăng cái mới đúng không? Tại menu từ về nhà làm lâu lắm, bây giờ làm thêm lâu lắm. Đăng menu Về nhá. nhà làm đi. Về nhà mình làm được cái đầm ồn quá mà cái chỗ nó là nhà là cũng chọn đầm xây dựng. Chắc vì thầy đã bảo kiểm tra bài tổng, chúng nó toàn bảo là kiểm tra bài nhỏ nhỏ ấy, bây giờ cùng các bài thành phần ấy, chứ chứ không kiểm tra bài tổng. cũng làm bài tổng nữa chứ ép cái này vào rồi. Thế thì đến lúc đấy thì chả ép đâu, cứ mới mở thẳng cánh cửa thẳng các bài nhỏ nhỏ ra, thầy bảo người nào chạy bài đấy. Cái gì đâu, thầy không yêu cầu là bạn làm bài tổng đúng không? Không yêu cầu thì mình ép vào làm gì, kệ. Thầy ở chạy bài nào mình mở đây ra mình làm. Không bảo thôi, bảo em không biết. Thôi tập trung tiếp tục những nhiệm vụ. Đó, từ ngồi gọi đấy còn khướt. Ngồi làm bài tổng còn khướt. Thôi tôi không làm bài tổng nữa mà. Thì quay đây hỏi đi, hỏi tiếp đi. Để nha. Tức là một mấy bài là ví dụ như bây giờ thầy bảo chạy cái bài gì nhỉ? Chạy cái bài lập lại không chuẩn đi đúng không, thì cái file số liệu của thầy là cái file số liệu của thầy có hai cái phương trình chuẩn, phương trình sa số này, cái số liệu chuẩn của thầy có hai cái là file số liệu phương trình chuẩn, phương trình sa số. Thì mở cái file phương trình chuẩn lên thì ở đây là có bốn là người mối định, thầy cũng bảo mở file ra ra và tái thích đấy, thế là bốn này là đây đây cái này là biết dòng số ẩn là bằng bốn này, số trị đo là 11 trị đo này, cái cột cuối cùng là BLL này, cái cột này này cái này là ông viết vào đây à, chữ tám thầy viết đấy, tôi viết đâu, thầy viết chú thích hẳn hoi, thằng nào mới không biết đọc thầy cũng thì cái cột cuối cùng này là cái cột BLL. Có gì thầy hỏi còn mày trả lời được rồi, sau đó thì vào trong này chạy này.
chọn mảng hai chiều hệ phụ trình chuẩn này, nhập file này. Đây tôi mới vẽ được cách nhập file từ từ phụ chuẩn nha, thực hiện này. À nói chung thì nên mà cái này mình toàn phải chạy lại vài lần mới được cơ. Thông thường cái này chạy nhiều lúc mới toàn hỏng. Lần trước cũng thế mà chạy rất là vớ vẩn. Ủa, thử file cũng chỉ cái số này. Lần trước cũng chạy thử rồi, lúc được lúc không. Vớ vẩn lắm. Cắt đi chạy lại nào, đây chạy lại. Đùa nó chôn mình à. Cái này thích hiện được rồi phòng này. Đấy, thấy chưa, lúc đầu lúc không không? Cái này thích hiện xong khi nói cái số liệu nó lại cũng còn đâu. Nó ra nó thực hiện xong ấy thì nó lại xuất ra cái file phương trình chuẩn hai chiều này hoặc một phương trình chuẩn một chiều này, nhưng mà ở đây còn chưa chạy được, nghĩa là nó trả là cái số gì thì nó sẽ cho nó tất cả các chỗ số liệu này. Đúng không? Ừ. Cái này thế vào tất cả ạ. Ờ, cùng một thư mục đấy, cùng một thư mục về cái gốc đi để nó kết quả này. Ừ. Alo. A 403. 403. Bao thì phải là chỉ hỏi cái bình tĩnh nhỏ nhỏ. Ờ. Chứ chả hỏi gì to tát đâu. Từ đâu. Bây giờ nhập vào tất cả các bài rồi nhỉ? Chạy thử nốt đã. Đăng chế. Ừ, kéo được nhỉ, muốn đập lắm rồi đó. Thì chạy bỏ cái ở ngoài làm sao, chạy bằng cái nhỏ rồi còn chạy cái tổng nữa. Ờ, thế chạy bài nhỉ, bài đấy bài mấy nhỉ? Bài 4 lập tại khu chuẩn ở bài 4. Kíp thì được. À, chỗ này à, tôi chưa đặt rồi. Đấy. Đùa, con này khó muốn đập. Mảng một chiều, mảng hai chiều. Cái hai cái này liên hệ như thế nào? Khác, không chuẩn nhìn cái số khác nhau. Nghĩa là mình lấy ví dụ mảng một chiều thì mình phải lấy cái quy trình số hay là phải muốn nào nhỉ? Đó là lắm thằng này thêm mấy trăm nghìn tiền bảo lại đi lại. Còn chắc à thành phố công nghiệp à? D cải thiện. Thì 5 điểm của D. Ủa, 5 điểm thì sẽ đấy. Thấy đang ở tầng 2 đấy. Là gì? Thấy Phúc. Ờ thầy Cúc, tôi buồn cười thật đấy. Nào nào, tiền. Ờ ông từ, chị cho tí, tôi còn muốn nữa mà. Muốn nào nữa? Muốn thầy Cúc. Thầy Cúc đây. Mình muốn thầy Thắng. Ờ thầy Thắng không có tên à? Ờ đúng rồi. Ờ ông liên kệ sẵn rồi đấy. Sẵn là chỉ được đọc tên thôi. Đấy, tôi đang nghỉ anh luôn. Tôi đi với cả môn thầy Thắng. Môn thầy này thì thi lại. Đó thì lại. Thầy Cúc thi lại. Thì cũng càng sớm càng tốt. Okay. Chỉ 5 điểm ép ấy. Mình cài cái vụ thi lại cùng đợt tuần đấy. Mình không tính được R nhưng mình tính được cả cái TT chuẩn bị rồi, cả cái CC chuẩn bị rồi. Nếu mà thầy cho 2 điểm có gì là vẫn đang tiếp tục đây. Kệ. Đã lỡ rồi. Ông ngoài chưa? Ừ, đánh ngấu rồi. Hai môn. Đấy. Ở môn Mỹ là môn thầy Phúc là thi lại, còn môn kia là thi lại. Không sao đâu. Tôi tưởng trước ông hay hỏi thế mà nên tôi bị. Rồi danh sách nó gộp chung lại là một.
Từ bao nhiêu ạ? Bằng nhau hết. Lần trước mình lại sợ cái chỗ nha. Vì thì cải thiện nó lại bảo là nó sợ mình vào thì lại. Mình cắt. Chẳng biết ông chấm điểm rất kiểu gì một ca mà cứ tính phải được hơn 5 điểm. Thế nào ông cho 2 điểm. Mình không ngơ là được. Đang quay video nha. Các chú Hồng nó xấu thầy giáo nha. Đó là mình không ngờ đáng là thằng ngu này. Mình không ngờ là cái đồ án của mình được 8 điểm. Thì những đồ án phải tính theo điểm về A điểm A. Ủa kỳ này rút kinh nghiệm. Còn đăng ký kỳ sau. Đăng ký sau bọn mình có khả năng thực ra thì mình đã tâm nhận kể cả trước rồi nhưng mà bạn thì cũng chạy kịp. Cái này bọn mình có khả năng học vào là QB hết mà. QB. Ờ, muốn kiếp QB ông bị rửa à? Cái này nào được rồi. Ừ, bài có độ điểm chi tiết. Để cái này có rất nhiều thằng bị dính đoạn ngu ở chỗ này. Đây nha, thầy bảo mở bài tính cho độ điểm chi tiết ra. Thì chúng nó không biết đánh máy nào. Bởi vì ở đây là không đánh tích sẵn. Nhưng mà trong bài của thấy là lúc nào đánh cái cuối cùng này. Ờ, chọn cái cuối cùng. Cái đó mở phát số liệu đo nhá. Cái bài số liệu đo này ấy. Cuối file đi. Là file.sl. L số liệu. Nhiều thằng ý, cứ như file.dat vào, file.gốc vào, họ sai FS hết. Dat là nó là chọn file.sl. Dat là dữ liệu data ấy. Tại nhập file.sl vào. Rồi nhập file số liệu gốc vào. Này, lần này mới làm file chấm gốc này. Một lần này. Thực hiện. Đấy. Nhìn đã trình toán xong thì lúc này nó sẽ ra cái file mà chấm nát cho. Nát được cuối cùng. Ờ, cuối cùng. Thứ nhất là số liệu này, sau đó chi tiết này. L này. L là số liệu đấy. L đuôi, đuôi L. L. Đuôi gốc này. L gốc. Rồi sau đó thì kết quả cuối cùng sẽ ra đuôi đát này. Nhiều thằng cũng biết nó cứ nhập file đuôi đát vào nó trên. À, cũng thầy còn hỏi là cái file này cấu trúc nó như thế nào. Tí nữa về thu âm nghe lại được. Còn hướng dẫn nữa. Có biết luôn. Đấy, đang thu âm đây. Cái này là có độ điểm chi tiết à? Vâng. Có độ điểm. Có độ chi tiết đặc tệp. Đây là có độ tính tọa độ điểm chi tiết từ dữ liệu máy toàn đo điện tử. Mày mở ngay Word cho tao nhỉ? Sure đó. Mày không tài Word à? Có Word nhưng mà tao quen rồi mình mở cái pad. Hôm qua có thằng nó trôn mình. Mình 11 giờ kém mình về rồi, nó có điện đi với cái 28 rồi, nó gọi điện. Anh ơi em đóng tiền. Quay lại. Cục trường gọi 3 cục liền nó không nghe máy. Thế mình vừa quay ra đầu 31 nó gọi điện lại. Anh ơi em để quên máy trong tập. À thôi anh về mẹ rồi. Đấy chưa. Mẹ nó cực kỳ trôn nha. Gọi 3 cục liên tiếp rồi. Nói chung là mình có giờ giấc của mình rồi. Mình kệ anh nào mình thì thôi. Và sao mình chẳng thấy được. Đáng ngon. Mình cơm được. Tôi có ý thôi. Mày không biết gọi tắt chữ toàn này từ à? Rồi bây giờ nhá, cái dòng đầu tiên này. Bắt đầu là mình phải nhập lại số liệu à? Ờ, nhập file L. Bắt đầu cho là kích vào đây là máy kinh viết này. Ờ, đúng rồi, đầu tiên kích vào đây là chọn máy kinh quang học này. Bởi vì file L mà, L mình chọn máy kinh quang học. À, rồi, L. Rồi, nhập số liệu. Nhập chữ nữa không? Và đây, chọn này, nhiều thằng không biết thì cứ tìm file linh tinh mà. Đây, ôn file để số liệu này hoặc nhiều thằng không để ý cũng như file chấm tác này từ file chấm tác hay số liệu gốc của nó ép vào chọn chết. Đây, chọn số liệu này. Đây chi tiết mà. Ờ, số liệu. Chi tiết năm, số liệu chi tiết năm. Còn số liệu gốc là chi tiết. À, nhập số liệu gốc là chi tiết đây. Đấy. Còn file số liệu là L đấy. Đấy, L đây. Rồi chúng ta tích điện, điện xong. Ok. Thì ở đây nha. Cái file này. Đầu tiên điểm máy là 2.13.
điểm định hướng là KV10C, cao máy là 1m62. Đây, đây điểm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đây là theo hướng tròn cực ấy, quay ở góc bằng này 268 độ 5136 phút. Một phút, đây là phần lẻ thập phân, nó đổi phút đây thành phân của độ rồi. Cứ như là 268,5136 độ. Ừ. Đây là góc ngang này, thì nó chút xuống này, âm này. Âm 4, bao nhiêu độ đấy? Đây là cái gì nhỉ? Quyền búa rồi. Không đứng à? Chiều cong từ 1,6 là chiều cong đi ạ. Chiều cong mẻ. Cái này cao gương, cao gương. Đó là khoảng cách, khoảng cách. Ngủ qua, chiều dài sang đúng. Ngủ qua. Đó khoảng cách. Nên là cái hỏi những cái chi tiết ở trong cái số liệu tọa độ cực S beta thì có nghĩa là cái khoảng cách này là khoảng cách ngang. Bởi vì là tọa độ cực S beta thì ngang nhiều nhỉ? Nghiêng chứ. Nghiêng. Cái này khoảng cách nghiêng ở. Bởi vì nếu như khoảng cách ngang rồi thì đã không có góc đứng. Nghiêng chéo à? Chéo thì nó mới có thể có thì nó mới có góc đứng để tính lại ra khoảng cách ngang không được. Cái này là khoảng cách ngang chứ không phải áp nghiêng. Khoảng cách nghiêng thì khoảng cách ngang thì lúc ấy nó có thể góc đứng không luôn. Thì nó không cần để góc đứng nữa. Đây là khoảng cách nghiêng. Yeah, cái đầu tiên là số liệu 1 này, là số tự này. Cái này là 2,8 là cái góc ngang này. Trừ 4,5342 là góc đứng này. 72,1 là khoảng cách nghiêng này. Góc đứng với cả góc nghiêng khác gì nhau? Khoảng cách nghiêng, đây khoảng cách nghiêng. Góc đứng có hai loại, góc đứng trên đỉnh ấy, thì nó lấy cái trục thẳng đứng đầu tiên là không này, rồi sau đó nghiêng dần từ 0 đến 180 độ rồi thẳng xuống dưới luôn. Đấy là góc trên đỉnh, còn góc đứng ấy thì nó lấy cái mặt bằng ngang là không này, lên thì góc gương đến từ 0 đến 90 độ này, xuống là góc âm từ 0 đến âm 9 độ. Còn đây là cao gương. Rồi các cái khác cũng tương tự như thế thôi. Là tức là tại sao phải tổ chức cái này? Chưa xong, mở lên. Là số liệu điểm gốc thì mình hướng xuống dòng mày từng phân ra từng dòng một chứ mày có như thế. Dòng một là điểm gốc, điểm định hướng. Rồi dòng 2 là cao máy. Dòng thứ 3 là số tự này. Góc bằng góc đứng. Khoảng cách nghiêng. Cao gương. Góc bằng góc đứng, khoảng cách nghiêng. Cao gương. Thế bây giờ thì thay góc nha. Thay góc này. Thay góc ở đây là do mình đã chạy trước rồi, đã chạy cái này trước rồi cho nên là mình bỏ qua. Cái đoạn này là không có thể không có gì. Ngay thế thì ở đây sẽ có là cái này là cái này là số liệu gì? Đây là tọa độ điểm gốc. Điểm gốc thì là có số thứ tự. Đây này, các cái điểm định hướng là 2,13 này, thì ở trong này có 2,13 đâu nhỉ? Cái này đây, 2,13 đấy. Điểm gốc là điểm định hướng đấy, dùng cho cái đoạn này tính gì? Được. Đây có tọa độ x, y, z đây. Tính cái test đây. Tao đâu chỉ được nhận biết chỉ có x, y, z thôi. Ừ. Cái này là gốc, phải gốc. Phải gốc thì có tên điểm x, y, z thế thôi. Đây là điểm đặt máy. Điểm đặt máy. Đặt máy. Đây là định hướng. Cả định hướng về góc. Cả bên 10 c. Còn kia 1,62 là chiều cao máy. Ừ.
Còn mẹ còn đây điểm 1 đây là tôi là thứ tự thứ từng điểm không? Đâu không, kia này giá trị đầu tiên này là góc. Góc 268 nó một quá sao. Góc ngang. Góc đứng. Ngang đứng. Chiều dài nghiêng. Góc lái nghiêng. Chiều cao điểm. Chiều cao cao gương. Bây giờ thì cái hai chấm đan nha, có chung hai chấm đan này cũng thế thôi, tên điểm này rồi đến tọa độ x y z của nó thế chả có gì phải đáp thế. Mỗi thôi ông nhìn cái phần thập phân thầy để nhiều nhiều xuống hoa mắt thôi. Mình chưa đánh kiểu này luôn. Dạo cần cửa kìa. Đấy là tọa độ điểm trực tiếp rồi. Ừ. Bây giờ tiếp tục. Bây giờ bài khác nha. Bài này chẳng có điểm nữa. Chỉ chú ý mỗi cái đoạn này là đánh tích vào cái dòng cuối cùng máy kinh vĩ quang hoặc này. Rồi nhập file SL tọa độ. Nhập file số liệu chấm L này, nhập tập file gốc chấm GOC này. Rồi đánh tích rồi thực hiện hết xong. Rồi phân bình sai lưới độ cao. Bình sai độ cao thì nhập file độ cao thôi. Chọn số gì đánh nửa ẩn cũng được thì rồi thực hiện được xong. Thế bây giờ xem cấu trúc file nó nào. Độ cao chấm .sl nha. Cái này thì biết rồi. 6 là số điểm gốc. Số điểm cần xác định. À, 2, 4, 6 điểm gốc cuối cùng này. Đấy, đúng không? Tổng số điểm cần xác định 15 điểm này, 15 điểm trên này này. 23 tuyến đo này. 23 tuyến đo đây. Tên của cái này. Ừ. Đây cùng đo. Đấy là được đấy nhỉ. Chết rồi. Tiếp theo tổng số gốc, tổng số các định và tổng tuyến đo. Số điểm gốc. Tổng điểm gốc, tổng điểm chiếm nhất. Tổng tuyến đo. Bây giờ xuống dòng là nhập theo thứ tự nhập điểm chưa biết trước. Nhập điểm chưa biết. Rồi nhập điểm góc sau. Đấy, rồi sau đó thì nhập chia ca của nhập các tuyến đo nó thôi. Đây này. Điểm đó. Số 19 và điểm số 12 này nó lấy hai thứ tự đây này. Điểm 19 này, điểm 12 này. Đấy, nó lấy thứ tự chia ca của nó là âm 0,22 à 2555. Chiều dài là 155 m. Nhưng mà cái 19 với 12 mình 19 thứ tự điểm thế này. Rồi lấy thứ tự điểm trong này này. Đúng không? Đấy, còn đây là trên cao của nó này. Đây là khoảng chiều dài tuyến này. Cái như cuối sau là mình gặp trên cao giữa tuyến đó đúng không? Ừ. Trên cao và chiều dài tuyến. Trên cao và chiều dài. Ừ. Đây nhá, tên các thứ tự các điểm này. Alo. Có A403. Cái âm thế không biết âm 2555 âm 0,255 không phải dấu chấm à? Đây là trên cao giữa hai điểm 19 và 12. Có 155 là chiều dài của tuyến. À, chiều dài tuyến. Được chưa? Có vào đi. Mở ra đây là hai kết quả nha. Điều kết quả này nó để sẵn là số liệu điểm gốc là 6 ở điểm cực tích 12, số liệu trên cao đo 23 chia cho này nha. Đấy, để kê điểm gốc này. Rồi sau đó người ta tính trị trên cao phân sai này. Đây là giá trị trước kia
trước trước bên tai là âm 0,255 đấy, cứ chỉnh âm 1,8 mm rồi cộng vào âm 0,2573 gì đấy. Đây chỗ này nó thay thế thứ tự điểm 19,2 thành tên điểm đó là GT1-4 này, 19 là GT1-4 nhá, và điểm 12 là 212 nhá, thấy chưa? Đấy, rồi chỗ này thầy tính sai số trung phương độ cao là 10,65 mm. Đây, độ cao các điểm so hình sai thầy tính ra đây. Về cái sai số trung phương của nó bao nhiêu, sai số là bao nhiêu mm đấy. Kiểu như ở trong trong cái ấy là mx mi, trong cái mặt bằng là mx mi thì ở đây là chỉ có mh thôi. Hết rồi. Đây là bài độ cao. Sinh nhật tôi đã có bảo làm bài tổng. Bài tổng thế chưa? Không phải làm bài tổng đâu. Không thấy yêu cầu đâu. Không yêu cầu thì thôi, bỏ qua. Sinh viên chẳng biết dặn được những cái gì thầy bảo. Chứ là bảo thầy đã bảo thì thầy làm thôi, không hỏi mình làm. Đúng rồi, không bảo thì gì phải làm. Cái gì cũng phải có ý thức như tự giác là chính. Không, còn tự giác là dành cho người điểm 10. Không, tự giác nghỉ không ạ? Hoặc tự giác bỏ là bài không nhớ là mình nghỉ ở đâu, mình lại mất một buổi. Ở chỗ này nó có hai cái gì đấy à, bài mặt mặt bằng có hai cái này. Chỗ này nhá là đánh đánh tích vào thì sẽ là cái bình sai, bỏ tích đi sẽ ước tính, ước tính như mình chọn bình sai đi thì pha số liệu. Cái bài này thì của tôi là nó không có ấy. Như bài mình không có được chắc nhẹ thế nhỉ, chuyển chẳng qua là các ông không biết. Tuấn cái hướng dẫn như đấy nhỉ? Có làm hết mà. À có. Bây giờ có hết, chỉ có hết trừ ai nữa đâu. Nửa đâu. Thầy bảo nhá, chọn phải L nhá. Câu bẩn này. L à? Ừ. Cứ được ạ. Rồi, thực hiện đúng toán này. L. Về phòng. Rồi bằng L nhá. L thì cái này chắc mọi người đơn giản biết hết rồi, đúng không? Cái bài đó là 3 góc, 2 chưa biết, 11 góc. Đây là sai số, cùng 1 góc đây, 1 này là kia nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. 11 góc, 1 cạnh và 1 phương vị. Cái 1 phương vị ạ? Ừ, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Một góc nhá. Này, thì còn thừa là hai cái cuối này, một cạnh và một phương vị này. Điểm 3 này là vẫn bằng 3 này là số trung góc rồi. Góc này chưa biết là cạnh góc phương vị à cạnh à đúng góc cạnh phương vị. 11 là góc. Ừ. Cạnh và phương vị. Cái cuối này là sai số đo 5.0 là sai số đo đo góc này, 0.00 chịu, nhưng mà cái 0.03 này sai số đo cạnh này, cái này sai số đo phương vị này. Số góc 11 là số đo góc à, số đo cạnh, đúng, sai số đo góc phải coi thứ hai chịu không biết, nhưng cả thứ ba sai số đo cạnh. Có một sau 11 này là gì? 11 nào? Và vậy thì 3, 2, 1, 11 số lại 11 rồi. Cạnh là phương vị, số cạnh. Cái này là góc phải cái phòng phòng mình phải không biết chứ cái bên này, nhưng cái này là sai số đo cạnh, cái sai số đo phương vị. Sao là số cạnh là một, có một cạnh thôi ở bao một cạnh thôi thì có một cạnh làm sao nữa à, số cạnh cần đo gì, số cạnh đã đo có nhập thì là nhập người ta đổi góc đây này chỗ này người ta nhập góc này 11 góc đây thì ở dưới này thêm cạnh 1, 2 với chiều dài 1581,5 mét đây, rồi thêm cái phương vị cạnh 42 nữa là 271 độ 9 phút 24,3 giây đây. Số cạnh đã biết. Nhập là tọa độ cần xác định trước ạ. Tọa độ chưa biết trước, nhập xác điểm chưa biết trước rồi do nhập điểm gốc sau.
cái này cái điểm đốt phải rồi đấy cái gì rồi sau nhập góc này cho chữ điểm 423 này, điểm số 4 này, điểm số 2 này, điểm số 3 này, sau đó nhập độ phút giây vào điểm góc rồi cái này là nhập cạnh này, điểm đầu điểm cuối và chiều dài cạnh này. Có hai một cạnh à? Một cạnh thôi, đây này, trong này có một cạnh, điểm đầu điểm cuối và chiều dài cạnh, nhập điểm đầu điểm cuối chiều dài cạnh. Cái này là nhập điểm đầu điểm cuối và số đo góc phương vị, điểm đầu điểm cuối của phương vị này và góc của phương vị này. Điểm đầu điểm cuối của đây nhá, phương vị cạnh ấy, đây nó có một cạnh này thì cái cạnh này phương vị nó bao nhiêu thì ông phải nhập điểm đầu của phương vị, điểm cuối phương vị này và sau đó nhập đấy góc phương vị đấy là bao nhiêu. Phương vị rồi hướng bắc này, đây là điểm đầu điểm cuối của phương vị. Ừ. Và đó là góc phương vị. Ừ. Mặt bằng nhá, mặt bằng này thì chắc là các này đọc họ biết hết rồi, mở ra ngồi đọc cho thầy nghe luôn. Tôi chỉ đọc phần sai này, chỉ đo cạnh phần sai mỗi cạnh này chỉ có một chỉ đo thôi đấy. Đây cũng bị có mỗi một cũng bị chỉ có một chỉ đo, còn em một chỉ đo góc này đấy, nó khác nhau một chút đấy. Còn đây là MX, MY và MP của điểm hai điểm cái xác định này. Còn đây là có một cái ước tính nữa, bỏ tích ngay là ta ước tính này, ta số liệu này, mặt bằng độ chính xác này, đấy, bấm vào, thực hiện tính toán. Đây là file ước tính độ chính xác này, thì nhập tọa độ điểm 3 này, 2 cũng tương tự như kia thôi, nhưng ở đây là nó sẽ nhập tọa độ điểm chưa biết vào, bởi vì ước tính mà. Ước tính có những điểm ông chưa biết thì ông phải đọc tọa độ trên bản đồ ra, ông nhập vào ông tính thôi. Rồi nhập góc này, nhập cạnh này, nhập phương vị này. Rồi kết quả là như thế này. Kết quả ước tính chủ yếu là nó tính tính các cái góc thiết kế cho ông này, các cạnh này, các thiết kế này, các phương vị thiết kế này. Rồi ước tính sai số MX, MY, MP của điểm chưa biết thế thôi, chả gì cả. Thế là hết rồi. Hết rồi. Còn một bài nữa là xuất file DXF. Mà thầy có dạy không nhỉ? Thầy không dạy, thầy bảo làm. Xuất file DXF thầy dạy không nhỉ? Không dạy. Thầy đủ sang bài khác. Bài thầy đủ sang bài khác. Bài số 7. Đây, phần 2 lớn đấy ghép đây. Thì mình có xin bài không? Bài 7 này file số liệu. Bài 7 file số liệu nó tí nhỉ? Hình như tôi không có. Đúng bài 7 mình không có. Bài 7 ông làm rồi mà. Bài 7 làm rồi mà không có file số liệu. Ừ, không có. Lúc chúng nó đưa cho tôi bài 7 không có file số liệu. À đúng rồi, thầy sẽ hỏi một số cái linh tinh. À, ví dụ như là mở các bạn bình sai bình sai bằng ra nhá, code này nhá thì đầu tiên là mình cứ chọn là cái kernel này, rồi sau đó nhìn vào đây này, rồi đây là các cái hàm của nó, đây hàm in ra hàng này, thì đây thì hỏi cái này chính làm gì, cứ nhìn từ đây nó có dùng in ra hàng. Đi ra hàng số ấy. Cái này giải hệ tiêu chuẩn. Thầy bảo cái này dùng để làm gì thế? Cứ chỉ bảo nhìn vào đây là giải hệ tiêu chuẩn. Vậy nếu như bây giờ tôi mà giải thích cho ông hiểu ra ấy, thì nó cực kỳ là lâu. Về nó liên quan đến quá trình bình sai thì đấy mà, nó rất là lâu. Biết rồi, nhưng mà bây giờ thầy nó sẽ không có cái này, nó lúc đầu không có cái gì, không có hai cái này. Thế không? Chỉ không? Đến 31 tiếng. Bất kỳ thầy phải hỏi thì mình sẽ làm nào. Thì mình cứ phải gần nó rồi. Đến lúc đấy nha, thầy cứ bấm linh tinh linh táo ấy, nó sẽ hiện ra trên này này. Nó nằm ở đâu, con trỏ chuột nó, ông bấm chuột vào đấy. Nó sẽ nằm ở đấy. Con trỏ chuột nó nằm ở đâu, ông nhìn vào đấy. Thông thường vào mấy cái
con sale đấy, ví dụ như vào cái sale thực hiện đấy nhá, thì bảo cái chỗ này người thực hiện việc tính toán trả lời hỏi phải ra quay. bởi vì nếu như bây giờ hướng dẫn chỉ ông chi tiết cái này thì có mà mất có vài ngày không chưa chắc kiểu hết một thời biết chắc đấy nhá. Đúng rồi, cơ bản là mình nhìn vào cái layer này rồi sau đó mình chọn các cái hàm này, ví dụ cái này là tụi người lập hệ trình số chỉnh cạnh này, cái dưới này là tụi người lập hệ trình số chỉnh phương vị này. Chú ý nha, mỗi một cái này là tên của cái hàm đấy, tên của thủ tục đấy. Biết rồi, nhưng mà đây là cái sub này ấy, với ba tay sub này, cái sub này là thủ tục, còn cái hàm sẽ là với tay function. Thủ tục tên là sub, là có nghĩa là chữ sub cột đầu này, còn hàm nó sẽ là function, func gì đấy, nói chung đọc đảo lại đánh function. Sắp ở trước mà sắp ở thủ tục function thì là gì? Function là hàm. Đấy, lại đây function đây, thấy chưa, hàm lập hệ quy trình chuẩn đây, function đây đấy, lập hệ quy trình chuẩn đây, giải hệ quy trình chuẩn này. Một cái tụi mình lập, một cái rồi tải à, khác nhau nhá. Rồi cái này tụi mình tính UFF này. Rồi cái này tụi mình tính là ma gì nhỉ? Tính theo cái kiểu phương pháp Kaizen ấy, tụi mình cái gì nữa đây, phương trình chuẩn nhỉ? PTC là phương chuẩn rồi. À, nghịch đảo phương trình chuẩn theo phương pháp Kaizen. Nhưng mà cái này là giáo mình tất cả các phòng một phòng thì nó bên thì là tất cả cái này đúng không? Nhưng mà bên cái thì của mình nó tách riêng lẻ thì nó tách riêng lẻ nó vẫn thế. Đây là của từng form riêng mà. Lúc này đang ở form sai mặt bằng rồi. Thì đó sẽ bảo mình mở một cái form nào đúng không? Thì vâng. Hỏi đi. Chú ý chỉ cần nhìn vào đây này, đọc các cái tên đặt ra này, là mình có thể hiểu cái này là lập phương trình chuẩn để phục vụ bình sai. Đến bài ước tính thì bỏ lập phương trình chuẩn ước tính. Rồi đến bài mặt bằng nha, chúng ta đến mặt bằng nha. Cái cô này, cô người, cái này là dùng để tìm độ cao gần đúng của điểm. Nó hiện lên luôn đấy mà. Cái này là dùng đổi tên file, nó hiện lên thôi. Chú ý bấm chưa là con đỏ chuẩn đâu, ông thầy chỉ ở đâu ấy, ông phải nhìn vào đấy nha. Chỉ ở đó mình bấm cho chưa vào đấy. Sẽ hiện ra. Cái này phải hệ quy trình chuẩn. Còn vào mấy cái CMD thì gì đấy, chủ yếu cái CMD nhập file này, cái này là nhập file số liệu. CMD đây này, ví dụ như chỗ này CMD nhập file số liệu này. Nó nghĩ thế này. Ông phải biết ngồi dịch một số từ viết tắt nữa. Tôi biết cái đấy rồi. Còn mấy cái techy cái đào này, từ của nó sẽ khó hiểu quá. Cái này chắc bỏ qua, chắc phải hiểu liền. Đây là cái phần thực hiện đó. Cái này chắc là cái này nói bởi vì dịch nhiều lúc mà nó có nhiều ký hiệu quá thì mình không thể nhớ ấy. Gì cái các bạn không nhớ cái này không học chính thức lắm luôn đấy. Thực ra bạn nào quan trọng thì không, những đoạn này là đoạn kiểu chỉ gọi là ghi tên mà thôi đúng không, từ thực hiện là ngày tháng thôi. Rồi lập lại hệ quy chuẩn nhá, view code đây cũng thế này, đổi tên file này, in ra hàng này, cắt là cái gì nhỉ? Cái này chịu. Không biết là bài chịu. Chủ yếu là vào đây ngồi hỏi tình gì đấy thì cứ nhìn vào các cái này là ngồi chém gió luôn. Có đâu khai số liệu thì chỉ cho cơ mình không biết rồi đấy. Thế mình kéo lại thêm một cái phần này rồi trả lại là đừng bảo làm thêm gì cả. Thế hỏi đi thì bảo em trả lại thêm gì cả, em làm thêm gì cả, em quá siêu rồi, em quá chết rồi. Đúng rồi. Thế đâu thầy mà thầy bắt mình làm một trong các bài à? Bảo chạy thôi, chạy thử thôi. Chạy thử hay làm phải làm? Chạy thử. Làm gì nữa? Không làm gì nữa. Muốn chạy thử file số liệu cho thầy nhìn xem có được không chứ. Tức là ý tôi là chạy ở file nào? Chạy ở máy của mình hay máy của mình như máy của ai nữa? Tức là bài mình đã làm trước thì mình sẽ làm cho mình. Bài mình đã làm rồi. Có làm ở nhà rồi á? Mang đến đấy thầy hỏi thôi đi. Bây giờ thầy biết sinh viên là quá kém rồi thì thầy có hỏi nữa sinh viên
ngồi ốc thì thôi là tôi tưởng là như này nhá, thời gian cho khoảng một thời gian thì bắt mình trả gì cả đấy nhá, trả vẫn lặp lại cả, thế mà chạy rồi. Cứ thế mà chạy rồi, thầy bảo là mở bài của em ra. Vấn đề là bài mình đã chạy được, phải chạy được. Mở bài của em ra, ừ. Đấy, mở bài của em ra, bây giờ là anh chạy cho tôi cái bài pin size độ cao chẳng hạn. Bấm vào, chọn chỉ pin size độ cao. Lặp lại một lần nữa, chọn nhập file số liệu rồi vào, làm nhanh nhanh vào. Làm nhanh nhanh, thấy hoa mắt. Alo. Ờ, 403 à, 403. Cứ đi với lại lớp C. Không cho hỏi là xong nó bảo mình chút tin rồi là thế nào. Rồi nó cải tiến. Nó bảo thầy nó hỏi nhiều lắm. Bốn thầy. Bốn thầy. Thì ra là chỉ được thế cho nhanh thôi. Nhưng mà mình có tất cả thầy đó. Ờ đi. Ô sao lại có thằng đóng tiền cho ông rồi lại ghi tên thằng bụi rồi sao? Lớp 7 giờ. Chỉ biết thử nhau lúc 7 giờ, bên đây là tầm bây giờ 8 giờ. À ừ. Thôi, mình một lúc rồi. Ừ, ok, tính nhận. Xin nhận vào phần, chấp nhận. Có thì vừa rồi chứ bảo thôi. Bây giờ là bảo gì? Thôi, chị ạ. Tiếp nhận, bây giờ ông cứ làm nhanh nhoáy mà. Làm lại cái đầu ông làm càng càng nhanh ấy, thì càng hiểu thằng này chắc được. Như là cái đầu thằng này chắc hiểu bài. Đấy, mở chạy lên, cứ mở sẵn này. Thế bây giờ em chạy bài nào cho thầy. Đấy, bài này và tổng ông không có tầm thì tổng ông mở trực tiếp cái bài mà ông cần chạy ra, sau đó thì thầy làm bài bình sai thì vào đây vào bình sai này, sau đó làm thật nhanh hoặc mở file nhá, thầy bình sai ước tính, bình sai thì vào chọn file mặt bằng này, còn ước tính ấy thì chọn file bằng chấm à cái ngang chính xác này, tôi cho bấm thực hiện, chẳng qua tôi chưa không chọn file nên là nó hết lỗi thôi, ghen thôi. Thế làm cá nhanh cũng tốt. Thầy đó, thằng này làm nhanh chắc là thành thạo lắm. Nói chung phải nói là rõ ràng là đúng rồi. Chỉ tức là còn bảo bấm điều đây là dùng để nhập thì đấy. Cái này nhập file số liệu. Nếu mình có cái này đâu mà là chân đa cấp. Không có thôi. Có cái này đâu. Không có thôi. Thế còn vấn đề gì không? Chủ yếu là còn vào đây rồi ngồi chém gió theo. Thế đó tất cả làm chỉ có 6 bài thôi. Bảy bài còn mới đăng lên đăng lần cuối cái tàu cá một bài không bài bảy là cái bài tọa độ chi tiết máy tọa đánh tử đấy sản phẩm của 63 trên đầu là thiếu bài rồi trên đầu bao nhiêu lâu rồi cái này bài anh thì gửi riêng mà bài một của mình là đấy, cấu trúc file nó cũng tương tự như cái kia thôi nhưng mà nó khác một chút. Nó các cái đen đen này cũng phải làm từ trước không? Cái nào? Đen đen ấy. Cái này tích rồi ạ. Ừ. Có ông phải tích sẵn. Tích sẵn rồi. Ờ, ví dụ cái chỗ như value đấy. Ví dụ trong cái object này thì ông vào đây nhá, bấm này. Ừ, chọn value. Rồi tôi chọn cái value thì gì ấy, chọn cái đó. Thế. Tôi chọn checker. Nó mất chu thì mình đổi thành cô mà cô đổi thành chu. Checker thì có cái chỗ option này thì mình đổi thành chu à phone thành chu thông thường là bên này thì nó để phone này nó chưa tích mà tích rồi thì là chu đấy tao mình cứ làm ngược lại nó thôi còn cái tập check thì mình thay đổi là một check sao phải tích trước được không nhỉ à kiểu để mình không nhầm lẫn mà tích thì ông cứ để mặc định mấy cái là cho tích hết trước đi đến lúc nào chỉ việc bấm chạy thôi thầy bảo có gì em để hết mặc định rồi đây quý mặc định của em thay đổi vẫn thay đổi được cái này là có hai file không sao cái bài này này kiểu bài này có hai file đúng không có file số liệu gốc file số liệu là phải l nhá đừng có vào những đát nào đát là hai kết quả ơ có tưởng file kết quả là có kq luôn kq hoặc là chấm đát tùy ôi không biết thì thôi chắc bài mày chưa nộp đâu ôi kết thúc đây nhá có hỏi gì không hỏi gì á có hỏi gì không bài nó à bài nó đầu mất kết thúc nhá.